À, để chị kể cho nghe. Hồi ngày xưa á là ba của Phụng á là đi lính ở đâu miền ngoài á, thì tụi chị còn nhỏ quá, tụi chị cũng không biết là ở cái vùng đó khi bằng dùng gì, nhưng mà chỉ biết là ở cái chỗ đó là chỗ chị là toàn là kia miền ngoài không à, ở miền Trung là thuộc về miền ngoài. Thì ổng mới đi lính ra ngoài đó đó, rồi bả mới đi ra đó, bả mới thăm ổng. Rồi vợ chồng thì ở không có con, bả tên là bà Úc Ngồi. Rồi hai chồng không có con, cái bắt đầu mới nghe tin là người ta cho con. Nhưng mà bà ngoại của Phụng nó có kể kể cho Phụng nghe là người mẹ đẻ ra, nhưng mà người mẹ mất đi làm gì đó mình không có biết nha. Rồi người mẹ đẻ ra có gửi cho người ta nuôi, nhưng mà gửi xong rồi á là sau này mới đầu thì còn trả tiền, sao không có trả tiền nó, nên thành ra cái người mà nuôi Phụng mới người ta mới kêu người ta đem ta cho ta bán. Rồi bây giờ em chỉ ngưng chỗ này chút xíu ha. Bởi vì là khi mà cộng đồng theo dõi đó thì là phải hiểu được tên tuổi của trong nhân vật. Thì bây giờ thế này, cái nhân vật mà nhân vật Phụng mà chị nói đó là nghi vấn con của cô Dung, là cái hình mà chị gửi tới cho em đó phải không? Cái hình chị gửi tới cho em đó là chị Phụng, là chị nghi ngờ chị Phụng đó là con của cô Dung. Ừ, Dạ. đúng rồi. Và cho em hỏi là em đang nói chuyện với chị là tên gì? Chị tên Chi. À, chị Chi. Dạ. Chị Chi. Vậy chị Chi hiện tại thì ở đâu? Chị thì chị ở quê của chị là ở Tây Ninh, ở Dạ. gọi thuộc ấp Cày Xiên, Dạ. xã Rồi, Long rồi. Hải. Dạ, em hiểu ở Tây Ninh là được rồi. Vậy cho em hỏi á, là chị Phụng thì hiện tại bây giờ chị Phụng ở đâu? Phụng bây giờ nó lấy chồng là nó ở Đức 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 Hòa, Đức Huệ, Long An gì đó. À, ở Long An. Vậy thì có nghĩa là chị với chị Phụng là quen biết nhau thôi chứ đâu phải là bà con này kia gì hả chị hả? Nói chung là đó Phụng thì nó ba má nuôi nó là ở lại Cày Xiên, Ừ. rồi mới con Phụng nó cũng như là em chồng sớm với chị. Dạ. Nhưng sao nó có lấy chồng đầu tiên của nó đó, lấy chồng đầu tiên của nó là người đó là em chú bác ruột với chị. Dạ, hồi nữa đó là em sẽ gọi cho chị Phụng, bởi vì em kết nối chưa được đó, mà hơn nữa là để tỏ tường về câu chuyện này thì chị là người tỏ tường hơn, cho nên là chị kể tiếp cho em nghe đi. Chị kể tiếp cho em nghe là cái quá khứ của chị Phụng ra làm sao, rồi đưa về nuôi ra làm sao, chị kể em nghe. Thì chị cũng có điện với Phụng rồi, chị có hỏi hỏi là Phụng ơi em còn nhớ cái về cái ngày xưa của em như thế nào không? Thì nó có nói với chị là hồi đó đó là nghe bà ngoại nói thôi, nghe bà ngoại nói là như vậy đó, hoàn cảnh là như vậy đó, rồi cho anh ta vậy đó. Rồi rồi về mới ba má nó đi ra thăm ba nó đó thì mới nghe tin người ta cho con. Thì ổng bả mới sinh, nghĩ là mình sinh từ xa, nó sinh từ xa đặng cho không có biết nguồn cội, đặng cho nữa sau này ta không có nhìn lận, nó là như vậy đó. Rồi nên thành ra mà sinh á lại là sinh con lai, nó nói con lai. Rồi bà mới nói là giờ con lai hay con gì không có quan trọng, miễn là sinh con về nuôi là được rồi. Ngày xưa á là con Phụng á, nó ưng thằng 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 em của chị, nó thằng này á nó có nghe lời má nó đánh con Phụng đó, nó đánh một lần là con Phụng nó có trúng vô trong đầu, tuy rằng không có tét nhiều nhưng mà nó cũng như là chạm tới đầu là chảy máu vậy thôi. Rồi cái chị mới kêu con Phụng nó giận nó chạy ra chị, nó mới nói chị ơi anh ông kia cũng đánh em quá trời đó. Thì chị mới nói Phụng ơi Phụng, mày đưa đây tao băng bó là cho, chứ mày đừng để vậy rồi rủi vết thương mới nhiễm trùng. Cái nó mới đưa cho chị là băng bó cái vết thương lại, rồi mới 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 chị mới giặt trên đầu nó, chị mới thấy trên đầu nó là có hai cái sái. Cái chị cũng nói chị còn nói chơi với nó, chị nói Phụng ơi cái đầu của em á mày hai sái là mày dữ dữ lắm, là sao mà mày để nghiệt hiếp. Cái nó cười nó nói chị ơi
Trời của mình đàn bà làm sao làm lợi đàn ông chị. Đó, nó có nói vậy. Dạ. Thì má của con Phụng á đã cũng đi ra, bà mắng vốn với má chị. Bà mới nói chị ơi, em á hồi đó em xin con Phụng về, đầu em cực khổ dữ lắm, nuôi nó cực khổ dữ lắm, chị biết không, sinh là lúc đó nó mới biết đi lẳng đẳng rồi, mà má nó nghe nói má nó nghèo vậy lắm, mới cho lúc mà cho em đó ha, là em bận, em xin bận cái bộ đồ á, mà phải vai tay chứ không được may mái nữa đó, đã nói như vậy chị vẫn nhớ nhớ luôn. Dạ. Rồi nói là chị biết không, em vậy hả, em cưng nó dữ lắm, em không dám đánh nó, mà thằng Kiệt còn phải đánh nó nữa, mà hả nó khó nuôi lắm, chị biết không, sinh nó vậy hả, mà nó ăn một lần nó ăn ha, là nó độn hai bên vậy nè, như là con khỉ vậy, nó độn cơm á, như khỉ vậy, nó nuốt chừng nào mà hết cái nước đó xong rồi nó mới nhai cơm nó nuốt, mà nó nuốt lần 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 lần, mà nó cực lắm chị biết không, em nuôi nó hả gian nan dữ lắm, mà nó hả khó khăn dữ lắm, mà để bây giờ gả chồng Kiệt, Kiệt không đánh vậy đó. Thì Mà má chị nghe chị kể thì em thấy nó trùng khớp quá, nghe chị kể thì trùng khớp với tuổi thơ của con của cô Dung thiệt á. Nhưng mà rồi chị bây giờ cái người mẹ đó còn còn sống không, người mẹ nuôi còn sống không? người mẹ nuôi cũng mất rồi, rồi ba nuôi cũng mất rồi, thì để chị nói cho Diễn nghe vậy nè, chị cũng lúc mà chị coi cái chương trình của cô Dung ấy ăn coi cho tới hai người mà đối đáp với nhau mà cái vụ cái tấm ảnh đó, chị coi hết chương trình nào chị cũng coi, đối đáp nhau cái vụ cái tấm ảnh đó, thì chị nghe những gì cô Dung nói từng lời từng nói, đúng lý ra là chị cũng không có để ý đâu, làm như cái này là cũng như cái tâm linh vậy đó, làm như ba mẹ của con Phụng mà nuôi đó, khiến làm sao đó, tự nhiên cái chị làm như cái chị nhớ lại những gì mà cô Dung nói sao mà nó giống trùng khớp của con Phụng quá vậy, chị cũng không hiểu nữa đó, rồi chị mới nói với con chị nè, nói với nhỏ đây nè, chị mới nói trời ơi những gì mà con Phụng nó nói á, trời ơi sao giống y như là những gì của cô Dung nói quá, để mẹ kết nói với lại tướng dĩ coi coi có được không, cái con chị mới nói biết người ta có trúng không mà mẹ mẹ nói ta chửi. Thì nói chung là mình biết cái gì thì mình cứ bày tỏ, đó cũng là cái việc mà làm phước đó chị. Thì người ta mẹ con kiếm được nhau thì cái quả là một cái điều mà hết sức là may mắn, và hết sức là gia đình cũng khát khao cái chuyện đó. Cô Dung cổ đã bỏ hết cái thị phi, cổ đã phải chịu những cái sự mà chỉ trích của cộng đồng, rồi cổ cũng trước đây cổ đi làm ba ra làm sao, rồi nghèo cổ ra sao cổ kể hết, chứ cổ đâu có giấu cái gì đâu. Cho nên là nay mà đúng thì phải nói rằng là đâu có còn gì bằng chị. Nó em biết không, chị cũng giữ đứa cháu ngoại 18 tháng mà nằm ngủ hàng đêm với nó, cái chị nhớ tới cô Dung nói một câu là trời ơi thương nó dữ lắm, lúc mà cho con 18 tháng như vậy đó, trời ơi chị nghĩ mà mình thắt ruột thắt dạ, mai là cháu mình còn thương như vậy, đừng nói tới con nó, chị mới nghĩ vậy, mà tự nhiên cái chị thương cái làm như nó khiến làm sao, cái chị nhớ sực tới cái hoàn cảnh của ông Phụng sao mà hình như là con Phụng này nó trùng trùng khớp. Với chị nhớ cái câu mà cô Dung nói với lại cái em gì quên rồi, nói là lúc tôi cho là cái người đó là người Nam chứ không phải là người 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 miền ngoài, người Bắc, người gì, người Trung, người gì có, mà cho cái người là người Nam, mà người này hả coi như là ở đâu tôi không biết nguồn gốc, chị nghe cái câu nói đó cái chị nhớ sực lại tới là vợ chồng của Bọc rồi, ngày xưa bà sinh chồng bà đi lính ở ngoài đâu ngoài miền Trung á, bà mới đi ra ngoài bà thăm chồng bà rồi bà mới sinh. Vậy là trùng khớp lắm đó chị, nghe chị nói là em thấy trùng khớp dữ lắm luôn rồi đó. Hy vọng là đây là một trường hợp để cho mẹ con được gặp nhau. Ừ, thì chị cũng chỉ mong vậy thôi Dĩ ơi, chị thấy con Phụng á cuộc đời của nó gian nan nó khổ sở, thì em biết con lai mà trời ơi người ta thị phi dữ lắm, người ta nói tới nó lui, mà nó đâu có được học hành đâu em, rồi nó không được học hành rồi,
nó đâm ra cuộc đời của nó không phải mà được như người ta đâu, nó được hoàn thiện như người ta đâu. Lấy đời chồng trước thì cũng vô phước, tuy rằng chồng sau á thì nó cũng còn đỡ có phước đi, rồi nó được chồng trước thì được thằng trai cũng lớn rồi, lấy vợ rồi, còn cái thằng thằng chồng sau á thì được được cái thằng đấy cũng được 10 tuổi 11 tuổi gì hả, theo theo chị đoán vậy đó đó. Mà em biết hả, trời ơi, nó nói hả chị ơi, nó nói trời hôm nay sao mày tàn dữ vậy Phụng, cái nói trời ơi, chị ơi em bệnh đau khớp á, mẹ muốn thuốc, tao nói mày mày ngưng thuốc đi nha, mày đừng uống bậy bạ. Rồi cái mặt nó sưng mà nhìn nó kỳ kỳ đó, chị không chỉ còn nhanh mà hết hồn luôn mà chị đưa qua cho em mà trời Mà ơi, thật cái sự đó chị, thực sự đó, nhìn cái tấm hình của chị Phụng á, cái miệng giống của Dung dữ lắm. Em phải công nhận cái điều đó. cái miệng mà lũ mũi nữa, khi nào em kết nói đi rồi con Phụng nó nói nghiêng qua, hoặc là cái khuôn mặt nó rất là giống cô Dung, tiếng nói nó cũng giống cô Dung nữa. em kết nối chưa có được mà em phải hỏi chị cho nó tỏ tường trước rồi em mới mới gọi cho chị Phụng sau. À, dĩ nhớ là kết nối là để cái Facebook con nhỏ đó để chữ An An á, Không, em kết nối qua Zalo mà số điện thoại chị cho em đó. Số điện thoại chị cho em đó thì em sẽ kết nối với chị Phụng qua cái không Zalo đó. biết có Zalo không thì chị không có hỏi, nhưng mà Facebook thì của nó là An An á, An An á. Thì nãy chị cũng có nhắn cho ông Phụng rồi, chị cũng có nói là kêu trời ơi mày mày tàn quá à, thôi mày phải sửa soạn lại để người ta đưa lên YouTube với Mà nghe. chị thấy chị Phụng mà nhắc đến cái việc kiếm mẹ này kia thì chị Phụng thấy chị có thiện chí kiếm mẹ của mình không? Trời ơi, nó mừng lắm em, nó mừng mà nó khóc luôn á. Vậy đó hả? Thì em suy nghĩ thì nó coi như là cuộc đời của nó không được hoàn thiện cho mấy, Không chị được may nói mắn nó cuộc đời của nó không được hoàn thiện cho mấy, cho nên thành ra hả nó cũng khao khát tìm mẹ. Khi mà chị kết nối không được, chị không biết đường nào, chị đi kiếm nó luôn. Bắt đầu chị mới đăng lên Facebook, chị đăng lên Facebook thì ở cái ấp của chị đó, cái xóm của chị đó, bắt đầu người ta hỏi thăm quá trời, người ta mới nói, rồi người này chỉ mà chị làm sao mà chị nói còn bà gì, mà bây giờ bên nội nó cũng ở đó, bên ngoại nó cũng còn ở đó. Bây giờ kêu chị đi hỏi thì chị đâu có mà điện thoại đâu mà của những người đó đâu mà để chị hỏi người ta. Cái chị nhờ nhỏ bạn, nhờ con nhỏ bạn nó bắt đầu nó đi tìm, nói ở bên Việt Nam á, thì bạn đi tìm giùm cho tôi đi, bạn đi tìm giùm á, là dì ruột của ông Phụng hoặc là chú bác gì với ông Phụng cũng được, hỏi thăm nó coi sao. Chứ sao mà nhỏ nhỏ bạn nó tìm được bà dì ruột đó mới 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 xin được cái số điện thoại của ông Phụng, rồi nó mới điện cho ông Phụng. Mà lúc mà điện á, trời ơi, nó điện nó nói chuyện đó nha, hai vợ chồng mừng quá trời luôn. Nói ông Phụng khóc không, ông Phụng khóc nghe, nói tìm được mẹ, nó khóc quá chừng khóc luôn. Nó nói trời ơi em á, mà bây giờ người ta ở nước ngoài người ta sang trọng quá, biết biết có phải không, nếu hả phải thì nói gì. Trời ơi em giờ ha, nếu em tìm mà được mẹ nó nghe em mừng biết chừng nào. Nói nó nói vậy, nói, trời giờ em khác tìm Tội nghiệp, chị thấy đó, đấy. ai cũng vậy thôi chứ bây giờ mà xa cha xa mẹ, thất lạc cha mẹ vậy, ai cũng muốn kiếm về cái cội nguồn của mình. Ừ, Chị thấy nó tí thương quá trời luôn chị. Thì đó, chị thương nó mà chị, mà với lại như nó khiến cũng vậy, y như là cái tâm linh vậy, y như ba má nuôi nó khiến sao, là cho chị nhớ lại những gì mà hồi đó bà nói với má chị đó, với chị nhớ được những gì mà nó kể này kia nọ đó. Để tự nhiên cái chị nhớ làm những khiến chị nhớ tới Phụng vậy đó. Mà chị nói với vậy nghe, nếu mà chị không kết thôi, chứ chị kết đó, chị tin chắc là con Phụng 100% là con của cô Dung, chị tin chắc là Vậy hả chị thiệt. chị? Thì theo nói là trong lòng của chị không kết thôi, chứ chị kết chị coi chương của em nhiều lắm,
Thí dụ chị coi chương trình đó, chị coi cái này cái kia nọ, nhưng mà chị coi rồi chị không có dám chắc đâu. Cái chương trình nào mà chắc cú thì chị nói ừ cái này đó, chắc ăn 100%. Thật Thí sự mà nói đó chị, thật sự mà nói đó, thì đối với cá nhân em đó, thì em khi nào có bằng chứng thì em mới dám khẳng định. Nhưng mà gọi là dựa trên cái cơ sở gọi là nhìn bằng mắt thường đó, thì em thật sự em cũng có rất là gọi là cái phần trăm nó rất là cao về cái trường hợp này. Em cảm nhận là nó có cái sự mà gọi là cái cảm nhận trong lòng của mình á, chứ còn nói để thuyết phục là phải phải ADN, thuyết Thì phục đúng ADN rồi, mới được. chị cũng công nhận điều đó đó. Chị cũng có nói với nó, chị nói bây giờ á, bây giờ chị nói với em Phụng nghe nó khờ dữ lắm em ơi, em hỏi nó gì nó trả lời cái đó, chứ nó không có biết bao giờ nó nói chuyện đâu. Chị mới nói Phụng ơi, thí dụ người ta có hỏi em á thì em phải trả lời cho đàng hoàng, bởi vì cái này ghi hình là nó thì em phải nói chuyện cho đàng hoàng, rồi á em cũng hỏi với người ta với tấm lòng của em khao khát như thế nào, em muốn tìm mẹ như thế nào. Thí dụ nếu mà em xét nghiệm với cô Dung không đúng thì em cũng nhờ chương trình của Tuấn Dĩ đưa lên sẵn dịp này em tìm được mẹ, biết đâu chừng người mẹ của em cũng khao khát tìm em thì sao. Còn đúng thì mình không có nói rồi đó, còn cái không đúng thì mình phải đi tìm mẹ nó, thì mình cũng phải cho mình một cơ hội để đi tìm một lần. Chị có nói với nó, trời ơi chị cũng khuyên nó dữ lắm, chị mới điện đêm hôm với nó nè, đang nói chuyện với nó nè, thấy nó hả, tao nó khờ dữ lắm. Tao nói mày coi coi trước khi á, Tuấn Dĩ điện cho em á, trời ơi thì phải sửa soạn được nghe để đầu u nhìn cái mặt em. Không có sao đâu chị, gọi là chị căn dặn vậy thì cũng rất là cảm ơn chị, nhưng mà trong thực tế đó thì là điều quan trọng nhất á, là về cái việc tìm người thì chỉ cần là nói rõ ràng là được rồi, nói rõ ràng là được rồi, còn cái chuyện mà đẹp xấu này kia đâu có ai mà phải sửa sẵn này kia đâu, không có quan trọng đâu. Với chị nói với anh Dĩ nghe vậy nè, nó nói với chị là hỏi chứ mày má má nuôi mày làm giấy cây xanh mày năm 70 mấy, cái nó nói má nuôi em làm giấy cây xanh em sanh năm 73. Cái chị mới nói vậy nè, trời ơi có lẽ ngày xưa nó khó lắm, làm giấy cây xanh nó khó lắm, thí dụ sinh em ngày năm nào thì chắc có lẽ là người ta sẽ đi làm giấy khai sinh cho em năm nào thì người ta sẽ đưa em vào năm đó, bởi vì em là con nuôi mà, em không phải là con ruột đâu, mà em đẻ đâu mà đẻ trong bệnh Không, viện có không, giấy không sao tờ đâu đó. chị, không sao đâu, bởi vì thế này nè, nói chi là cái chuyện mà khác cha khác mẹ mà mẹ nuôi con ở trong gia đình, có đôi khi sinh năm này mà còn khai năm khác nữa, cái chuyện đó cũng rất là nhiều, khai đôn tuổi này kia lên rồi này kia rất là nhiều, hoặc là khai sụt tuổi, cái chuyện đó là bình thường, không có gì quan trọng cái chuyện đó đâu. Chưa nói đến chuyện con nuôi, mà con nuôi thì đa phần là người ta làm theo theo ý của người cái người nuôi á, cái người cha mẹ nuôi á, chứ người ta đâu đâu có phải là nhất thiết là phải đúng cái năm của cái mẹ ruột sinh ra đâu. Giống như em nói với chị hồi nãy đó, là trong gia đình em đây đôi khi mà sinh đúng năm đúng tháng đúng ngày mà mẹ còn khai cái tuổi khác để có một nhiều một đứa khác nhau nữa đó. Nói chi tuổi của chị nè, sinh năm 69 mà cuối cùng bây giờ lên tới 67. Năm sáu mà ngày sinh của chị á là ngày 29 tháng 5, mà cuối cùng bây giờ á hả, bây giờ phải làm giấy ngày 1 tháng 1, chứ trời giấy cái sinh nó cũng lạc mất rồi làm sao. Đó khai sinh ra thì sinh nó đưa lên, thì lúc mà khai giải phóng về á thì bà chị không có biết, rồi bả mới khai đại bác Khanh khai 6 7 giờ, là coi như người ta nói bây giờ giấy tờ là bắt buộc mình phải hướng theo cái giấy chứng minh 6 7 thì phải theo 6 7, chứ đừng có làm tùm lum ta làm. Dạ, bây giờ thế này nè chị, bây giờ thế này, em cũng gọi cho chị để chị kể về cái câu chuyện này cho tỏ tường, bởi vì là đôi khi nghe chị nói đó là chị ấy chị Phụng hả?
À, Chị Phụng. Phụng đôi khi là chị Phụng chậm chạp hoặc là không có nhớ này kia nhiều rõ bằng chị, cho nên là chị là cái người lanh lợi hơn, thì em đã ghi nhận được cái buổi trò chuyện của chị. Thì còn bây giờ đó là để kết nối với chị Phụng đó, thì là em kết nối qua Zalo thì chưa thấy trả lời, vì lẽ đó em nhờ chị một điều đó là chị chụp cái Facebook của chị Phụng lại giùm em, chụp cái Facebook gửi qua cho em cái để em xác xác định được là chị Phụng là cái hình nền ra sao, để em kiếm cái Facebook để em kết nối với chị Phụng. Là của cháu của ông Phụng nha, Dạ cháu cũng chứ không phải là của ông Phụng, nhưng dạ mà chị chụp cái hình nền qua em cứ kết bạn hay dạ cái đó dạ thì nó vẫn kết bạn để chị, rồi chị sẽ nhắn tin cho nó. dạ dạ ok chị. Rồi vậy đi chị ha, rồi em chúc sức khỏe chị nha, rồi có tin gì thêm nữa rồi em sẽ báo chị, sau khi mà em nói chuyện với chị Phụng xong em báo chị nha. Rồi rồi chị cảm ơn em. Rồi rồi cảm ơn chị Chi nhiều ha. Rồi. Dạ, ok chị. Rồi. Hy vọng là đúng mẹ con rồi, bữa nào về Việt Nam rồi chị em mình làm chầu ha, làm Rồi. chầu Ok. ăn mừng Mời. mà em thấy nó có khả thi lắm á, có khả thi rất là nhiều. Dạ Rồi, ok chị, vậy như vậy. cảm ơn em. Dạ dạ